Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự hội chợ Tết vùng Hoạch Thành Đốn. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Hội chợ Tết Xuân Canh Tý 2020 do cộng đồng Việt Nam vùng thủ đô Hoạch Thành Đốn, Maryland và Virginia phối hợp với Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoạch Thành Đốn đã được tổ chức tại trường Jessic High School vào ngày 19 tháng Giêng 2020, thành phố Fortress, Virginia. Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia cùng Hội Cao Niên Hoạch Thành Đốn hân hoan chào mừng và cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự cái buổi chợ Tết hôm nay. Ngày Chủ nhật 19 tháng Giêng 2020 vừa qua, cộng đồng Việt Nam vùng Hoạch Thành Đốn, Maryland và Virginia đã có 3 hội chợ Tết mừng Xuân Canh Tý 2020 và một buổi tiệc tất niên do Hội Không quân vùng Hoạch Thành Đốn tổ chức. Vào lúc 12 giờ trưa tại trường trung học Justice, thành phố Fortress, Virginia, buổi chợ Tết cộng đồng Việt Nam phối hợp với Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoạch Thành Đốn đã có một buổi lễ khai mạc, chào cờ do Liên đoàn Thăng Long đảm trách và múa lân mừng xuân với bốn con lân do Liên đoàn Hùng Vương đảm trách. Dự định là tổ chức hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật 18 và 19 tháng Giêng, nhưng không may, ngày thứ Bảy vì lý do thời tiết bất thường, hội chợ Tết ngày thứ Bảy bị hủy bỏ theo lệnh của quận hạt Fairfax. May mắn thay, ngày Chủ nhật, tuy thời tiết rất lạnh, nhưng cũng có rất đông đồng hương đến tham dự. Mọi người tay bắt mặt mừng, thưởng thức những món ăn ngon, mua những chậu hoa xuân, uống những ly cà phê sữa đá trong ngày thời tiết thật lạnh và thưởng thức những tô bún nóng, những gói xôi gấc, xôi vò, bánh mứt và mua bánh chưng bánh tét đem về để chuẩn bị cúng giao thừa. Những em bé được cha mẹ cho bận những chiếc áo dài khăn đóng cổ truyền thật xinh đẹp và có em thật vui khi tặng tiền lì xì cho bốn con lân, có em lại thật sợ ôm chặt lấy cha mẹ. Nhưng đến màn được lì xì, do các cụ niên lão cũng như anh chủ tịch cộng đồng Lý Bảo đã đem niềm vui đến cho các em. Những tiếng pháo giả hòa nhịp với những bài nhạc xuân cũng làm cho mọi người náo nức vì biết chỉ còn 6 ngày là qua một năm mới. Kính thưa quý vị, anh Bảo Lý là chủ tịch cộng đồng của vùng thủ đô Hoạch Thành Đốn, Maryland và Virginia. Xin anh Bảo chia sẻ với mọi người biết được là cái chợ Tết 2 ngày. Ngày hôm qua là thứ Bảy và ngày Chủ nhật, và Bảo có thể chia sẻ được những cái gì đã xảy ra ngoài ý muốn của mình. Dạ, xin chào chị, xin chào quý vị. Hồi hôm qua đáng lẽ có chợ Tết nhưng mà xui là tại vì tuyết bị đông đá nên vậy họ cancel. Rồi hôm nay là làm tiếp tục nên vậy năm nay chỉ có thể làm chợ Tết được một ngày thôi. Bảo xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới Canh Tý nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và mọi sự như ý muốn. Dạ, xin cảm ơn. 30 năm qua, Hội Không quân miền Đông Bắc Hoa Kỳ đều tổ chức tiệc tất niên đón mừng năm mới vào lúc 12 giờ trưa tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fortress, Virginia. Đây là cơ hội để gần 170 người của các gia đình không quân và thân hữu gặp gỡ hàn huyên, chúc mừng nhau những điều tốt đẹp và cùng nhau đón xuân Canh Tý, hát cho nhau nghe những bài nhạc xuân, những bài nhạc vàng, bất hủ. Và có rất nhiều người được may mắn trúng những món quà tất niên, đặc biệt những chai rượu uống để ấm lòng trong mùa xuân 45 năm xa xứ do một mạnh thường quân tặng. Buổi tiệc đã được kết thúc vào lúc 3:30 chiều. Sẵn dịp còn vài hôm nữa là chúng ta bước qua năm mới, năm Canh Tý, thì tôi xin đại diện cho Hội Không quân Đông Bắc Hoa Kỳ xin kính chúc khán giả của đài SBTN, tất cả những anh em không quân trên khắp nước Mỹ và trên khắp toàn thế giới, kể cả còn ở lại Việt Nam, một năm mới sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý. Cũng cùng ngày, hòa chung cùng niềm vui của dân tộc Việt, Giáo xứ Mẹ Việt Nam Silver Spring, Maryland tổ chức hội chợ Tết tại hội trường của giáo xứ. Lễ nhất vừa xong, chợ Tết đã tấp nập người mua sắm, kẻ bán, người mua vui cười hớn hở. Tiếng trống của đoàn lân vang lên, khai mạc cho hội chợ Tết. Mọi người chen nhau lì xì cho lân và chụp hình kỷ niệm, làm không khí trở nên vui nhộn.
các gian hàng bán các thứ cần dùng trong ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, bánh giò, bánh bao, bún mọc, nem chua, chả lụa, vân vân. Hội chợ cũng không thiếu gian hàng mai vàng, câu đối đỏ để trưng bày trong những ngày Tết. Gian hàng cà phê của các em thiếu nhi thánh thể cũng đông người ủng hộ. Nói chung, Tết là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa Việt Nam. Tết Nguyên Đán vẫn mang trọn những nét đẹp truyền thống dù trải qua biết bao năm tháng. Giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam tại thành phố Arlington, Virginia đã có 2 ngày hội xuân dưới hội trường của giáo xứ. Khi bước vào trong nhà thờ, được chiêm ngưỡng chậu hoa mai vàng và hoa đào thật đẹp. Và sau một buổi lễ, mọi người đều được thưởng thức những tô phở nóng, bê thui, chả chiên, bánh mì thịt, chè và đặc biệt, mọi người phải mua đem về bánh chưng của giáo xứ, nổi tiếng bao nhiêu năm nay. Đồng thời cũng có dịch vụ cắt tóc, làm móng tay trong 2 ngày hội xuân. Phải nói rằng một niềm vui nơi giáo họ La Vang có được sự thành công bởi vì tất cả mọi người cùng hiệp nhất cũng như là nỗ lực trong cái việc tổ chức, và thật sự thành quả có được là nhờ ân sủng cũng như là lòng hiệp nhất của các anh chị em ở trong giáo họ La Vang. Phải nói rằng bỏ công sức ra và Thiên Chúa cũng trao gửi cho đến những cái món quà phải nói là rất là đặc sắc. Các anh chị đã cũng như là cha đặc trách Phó Quốc Luân, mọi việc phải nói là theo cái nhìn cá nhân của mình thì giáo họ La Vang đã phát triển một cách rất là tốt đẹp. Chúng con xin được thay mặt cho quý cha phó sứ cũng như ban thường vụ và ban tài chánh của giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam và giáo họ La Vang xin gửi lời kính chúc xuân đến quý ông bà và anh chị em, và đặc biệt những quý vị cách này hay cách khác đã trong tuổi đời đã từng giúp đỡ cho giáo xứ cũng như giáo họ, nay vì hoàn cảnh không đến được giáo xứ, chúng con rất kính nhớ đến quý vị trong mùa xuân này. Chúng con xin kính chúc tất cả quý vị cũng như quý đồng hương nơi vùng Hoa Thịnh Đốn, Arlington, Virginia và các vùng phụ cận một mùa xuân Canh Tí 2020 tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, tràn đầy niềm vui, sức khỏe dồi dào, đời sống thánh đức và gia đình an khang thịnh vượng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự hội Tết xuân Canh Tí 2020.